sống như vậy mới là sống chứ. Em ơi, tuy cái ghế này không có ai ngồi nhưng anh có gia đình rồi. Bộ, anh không nhận ra em là ai hả? Em là Thủy nè. Thủy? Thanh Thủy. Thanh Thủy? Người ta nói mối tình tuổi 17 cả đời khó quên. Và cô ấy chính là tuổi 17 của tôi. Thanh Thủy 12A3. Bây giờ mới nhận ra em. Ôi trời ơi. Giận anh luôn. Xin lỗi em, tại vì bây giờ em khác ngày xưa quá. Em đẹp ra nhiều lắm. Anh á cũng khác ngày xưa. Bây giờ miệng lưỡi hơn nhiều. Trời ơi, cô nào mà nghe chắc chết lên chết xuống quá. Hay vậy thôi chứ có cô nào chết đâu em. Thì có em chết nè. Em làm anh bối rối quá. Nghe nói là anh kết hôn rồi hả? Sao em biết? Thì vừa rồi anh vừa nói đó thôi. Anh có vợ rồi. Một đứa con. Tưởng anh ở vậy chứ. Thôi mà miễn sao anh hạnh phúc á là em vui lắm rồi. Cảm ơn em. Ủa còn em thì sao? Em có gia đình chưa? Em thì vẫn còn độc thân. Nhưng mà bây giờ bắt anh ngồi nghe em kể chuyện chắc anh không có thời gian đâu ha. Không sao đây em cứ nói đi, anh rảnh lắm. Không, anh cũng có công việc, anh cũng bận lắm, nhưng mà vì em cho nên anh có thể ngồi từ sáng tới chiều nghe em nói. Em nói đi. Lâu lắm rồi em mới được vui như vậy. Nhớ hồi mình còn đi học ghê, lúc đó ai cũng khen hai đứa mình đẹp đôi hết. Công nhận xứng thiệt. Ai xứng? Thì Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Qua coi phim. Thấy cặp nam chính nữ chính xứng. Anh đừng có mà xạo với tôi. Đang tư tưởng con nào đúng không? Có đâu. Tư tưởng là em kìa. Em với ông sếp dê sòm của em đó, liệu hồn với tôi nha. Tôi mà bắt gặp một lần nữa, cái giá lên đầu. Thôi, anh đừng có nói chuyện ngược ngạo. Cái chuyện đó tôi xử lý êm đẹp rồi, sẽ không bao giờ có chuyện ông làm phiền em nữa. Vấn đề của anh á, bây giờ nấu cơm xong đúng không? Một hồi á nấu cháo cho con nó bị dị ứng á, ăn cháo rồi không có ăn gì tầm 7 nha. Rồi á giặt đồ với lau nhà. Sau đó chiều đi qua bên nhà bà 7 rước em về, ok? Chưa hết nữa hả? Chưa, anh không có nhớ đâu, lấy điện thoại ra nốt đi. Em biết là anh không có nhớ thì sao không nốt sẵn rồi gửi qua cho anh. Cái gì? Anh tự nốt tôi mới nhớ chứ. Thôi em cứ nốt một lít gì nè rồi em gửi qua điện thoại cho anh đi. Gì nữa? Cái hợp đồng em để đâu ta? Để đâu ai biết, để đâu? À nhớ rồi, cảm ơn anh nha. Ừ, nước hết cam. Sao cái ly nước này nó giống tình cảm của vợ chồng mình quá. Em muốn cạn tàu ráo máng à. Đâu có dễ. Hết nước thì tôi múc nước canh tôi bỏ vô tôi uống. Trời ơi, tôi làm được hết á. Nhưng mà nước canh chứ không phải nước cam. Alo. Anh đang làm gì đó? Anh đang sao vậy anh? Đang họp một xíu. Em đang làm gì đó? Em định rủ anh uống cà phê nhưng mà anh bận họp quá thì thôi. Không sao em. Ai
Em là anh sắp xếp được hết. Em nhắn anh địa chỉ nha. Quán cà phê nào? 5 phút sau anh có mặt. Ha? Ở quán cà phê cũ nha anh. Ok, ok. Vậy? Chuyện này là nói với tao thôi nha. Đừng có để tới tai liễu vợ mày nha. Chết đó. Đừng có nói với vợ mày nha. Mấy bà chơi thân với nhau, mày nói chuyện với vợ mày ngày hôm sau là vợ tao biết liền á. Ông bà mình có câu á, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, hiểu không? Nhưng mà mày không giàu, không sang. Mày đang rất hèn, mày đang rất bần cùng. Mày làm ơn mày đừng có đổi gì hết. Không, mọi thứ rồi. Nó giữ nguyên. Tao đổi rồi. Đổi gì? Mày nghe thiếu đó, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, mà vợ nợ là đổi xiên. Đổi mấy đời xiên rồi đó. Cái miếng đó vui nhưng không có liên quan ở trong đây. Không, không nghe nè. Nghe nè, cái tình đầu á nó đi qua thì cho nó qua luôn. Quên đi, làm ơn đi. Chính cái vụ mà vợ nợ đó, bây giờ tao với vợ tao không còn như vợ chồng nữa, mà bây giờ vai vế như là chủ tớ vậy đó. Rồi sáng ra là cổ biểu tao phải làm cái này làm cái kia, làm cái tao không có còn tiếng nói trong gia đình. Bởi vậy nhiều khi nói chuyện với ẻm mà thấy mình được quan tâm, mình có tiếng nói, thích lắm. Ý là áp lực trong cuộc sống vợ chồng á. Rất áp lực luôn. Tôi chỉ cho, đi thẳng qua nhà tôi, nghe vợ tôi chửi một ngày bảo đảm là hết áp lực liền. Tôi nói ông nghe nè, bà Liễu vợ ông nó còn hiền dịu lắm, hiểu không? Chưa có ăn nhầm gì đâu. Trời ơi, áp lực tới nữa. Trời ơi, em dặn anh sao trước khi đi làm em đã dặn anh chuẩn bị ăn cho con. Mà tại sao anh không chuẩn bị để vợ gì đó? Anh quên, sao anh quên con anh được, con anh đẻ ra sao anh quên? Có bao giờ anh quên tiền tháng, tiền ngày không? À? Không, đó không quên. Sao vậy được hả? Giờ anh đi về nhà anh quay đồ cho tôi đi. Quá khổ à. Chưa, thấy áp lực chưa? Ê, tốt, tốt, tốt. Cái gì? Ông chắc chắn là vợ ông không nhìn thấy tôi đúng không? Chắc chắn 100%. Nhưng mà ông vẫn nhìn thấy tôi đâu có tàng hình phải không? Vợ tôi chỉ nhìn thấy những người có chức, có quyền, có tiền, có bạc thôi. Còn những người thất nghiệp như mình á, không bao giờ có thấy. Đang hút mài hút mặt vậy đó. Hết hồn vợ ông đi nghe, tôi tưởng tôi siêu thoát không? Hay quá ta. Cái gì vậy? Tự nhiên em thấy nhớ anh quá à. Em chờ anh ở khách sạn Hoa Hồng nha. Cho nên gạt bỏ áp lực qua một bên. Mà biết điên hả? Trời ơi, đừng nha. Lỡ dạy một lần thôi, đừng vì vậy mà tao nó chán cơm thèm phở. Không, bỏ đi, đừng. Không được, con có lựa chọn riêng của mình rồi. Hoa Hồng ơi, anh sẽ tới ngắt hoa đây. Ê Tú, trời đất ơi, mày tên Tú kêu lú luôn vậy đó hả? Tú, có nên nói cho vợ mình nghe không ta? Thằng khùng, làm như mà không biết vậy đó. Trời ơi, không phải là tôi sắp ăn phở tới nơi đâu mà đặt khuyên này khuyên nọ. Ngày xưa đi học nó có bạo dữ vậy ta? Ôi, con trai ngồi gần thôi là nó la lên mét thầy mét cô rồi, đâu có cho nắm tay nắm chân gì. Vậy mà bây giờ biết mình có vợ có con rồi vẫn nhắn tin rủ đi khách sạn. Ui, ghê thiệt. Quên, trời, bé My đâu có ăn hành. Cái này rác bỏ vô sao? Đây, để cháo chín là xong. Coi. Trời, ai mặc quen quá vậy nè. Tin tức nhanh hôm nay, tại khách sạn Hoa Hồng có một vụ đánh ghen chấn động. Một cô gái tên T.T. có chồng còn giả độc thân, cặp với nhiều người đàn ông khác. Người chồng đã phục ở khách sạn cả ngày, bắt gặp cô ta hẹn với 4 người đàn ông, 2 tiếng đổi một người. Trời ơi, sao cái mặt, cái dáng quen quá.
À, tê tê. Thanh Thủy. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, hên quá. Trời ơi, trời Phật phù hộ. Mình mà đi chuyến này là lành ít dữ nhiều rồi. Xóa số luôn. Hên là mình không mê phở, chỉ thích cơm nhà mà thôi.